Cần Câu Nhật Bãi Đa La xin giới thiệu với các anh lô có 2, 4, 5 cây cần fib và 2, 4, 5 cây cần carbon giá rẻ nhé. Rồi, cây mã số 1. Cây này 2m7 giá 130. Rồi mấy đơn hàng mà dưới 200 á, thì bên mình không bao ship nha. Đó, thì trong đó có 4 cái cây này là mình không bao ship. Nếu mà mua 2 cây trở lên thì mình mới bao ship. Đấy, còn nếu mà mua 1 cây thì anh em tự trả tiền ship ạ. Thì ship của nó là 30.000. Rồi. Cây mã số 1 2m7 giá 130. Đây này thì nó có chảy xước nhẹ. Đấy. Mắt cái đọt này bự quá, cái dây này bự quá này là nó kẹt ở trong đó. Cũng có xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Đây chỗ này. Đây có vết xước như vậy. Rồi anh em ưng cái này thì báo mã số 1 qua video qua Zalo 0931272712. Báo là video 83 nha. Rồi mã số 2 là cũng 120k 2m7, mã số 2 cũng 2m7. Tất cả này là hàng nội địa Nhật nha. Này cán cuốn nhựa như thế này. Này cán thì nó có nhựa nó có hơi lỗi xíu, hơi xấu. Rồi nhưng mà được cái cần này thì nó lại đẹp. Đấy, đợt này nói chung là câu cần nhỏ mà câu cảm giác thôi. Này nó có chóc sơn nha, này là chóc sơn. Rồi còn lại là không có chảy xước gì. Mã số 2 giá 130. Rồi mã số 3 là cây này 2m5, giá cũng 130 luôn. Hàng Olympic, cây này hàng Olympic. Mấy hai cây kia là hàng nội địa Nhật. Hàng Olympic. Rồi đợt mảnh rô riết cực tôm đồ ok đó, nó có vết chày rồi này. Rồi mã số 3 giá 130, mã số 4 cũng giá 130. Cây này 2m8, cán cũng nhựa còn rất là mới, cây này còn khá là đẹp, có chày này, xước nhẹ, xước rất là nhẹ luôn, nhìn kỹ này không thấy đúng không, hơi tối, đợt mảnh thôi. Cây này khá là xước rất là nhẹ. Rồi cây mã số 5, cây này 2m, cây này 4m2, mã số 2. Mã số 5 giá 200, cây này cánh cuốn nhựa nha. Cây này từ cây này đây là bao ship nha. Đó. Đợt mảnh. Có xước nhẹ. Cây này có chảy xước nha anh em. Đó. Còn mấy chỗ này bình thường này. Cái này nhiêu cái anh? Dạ tùy anh. Trăm mấy, hai ba trăm, năm bảy trăm triệu cũng có. Rồi. Cái này mã số 5, 4m2 giá 200. Tiếp tục là cây mã số 6, 4m4 giá 300. Cái này có vết chày xước này. Cái này còn khá là đẹp. Tương đối. Ở trong cũng không có chày xước nha. Trong không có chày xước gì nhiều. Rồi. Có vết xước này. Lấy anh em 270 nha. Anh em nào lấy thì báo qua Zalo. Thì vợ mình sẽ bớt giá cho anh em. Rồi mã số 6 270. 4m4 giá 300 còn 270. Tiếp tục ba cây này. Ba cây này là bốn cây này là hàng carbon nha. Đó.
ba cây này là hàng mới này, hàng Đài Loan này. Còn cái cuối cùng này, rồi cái mã số 7 này 5m4 giá 400. Đấy, hàng Đài Loan. Câu khá là ok. Cái này mình có lấy mình đi câu cá 2-3 kg là giật phà phà luôn. 2-3 kg là giật lên nhẹ hiu luôn. Này hàng bạo lực mà. Đó, đọt cứng này. Nè, con xoắn như thế này. À, cần nó màu đen. Cần màu đen hết. Rồi, cái này đá 400, hàng mới nha. 5m4. Rồi, cái số 8 này 5m4. Giá cũng 400. Cái này một cam khá là đẹp này, khá là nhỏ. Cái này đấy. Đầu này, nút nè, nút cũng rất là đẹp luôn. Cái này thì đọt nhỏ thôi. Đọt chống xoắn nha. À, không phải, cây này không có đọt chống xoắn, cây hồi nãy mới có đọt chống xoắn. Sơn mịn rất là đẹp luôn. Rồi, 5m4 mà mấy cây này đều là thẳng tắp hết nha anh em. Phố nó dày á, nên nó nặng mà nó cũng thẳng tắp luôn. Đó, cây này nhỏ này. À, nhỏ hơn ngón tay cái của mình, tay mình khá là nhỏ. Nhưng mà nó nhỏ hơn ngón tay cái của mình luôn. Rồi, cây này cũng giá 400 nha. Tiếp tục là cây này Harmon này. Harmon cây này cũng 400, cây này 5m4 nha. Mấy cây này đều 5m4 hết nha anh em. Đó. Cây này đấy, đọt, đọt 6H, 6-7H. Mấy cây này là hàng bạo lực nha, đánh bạo lực. Rồi, thẳng tắp nha anh em, tưng luôn. Mấy cây này thẳng tưng luôn. Rồi, cây này giá 400 nha. 6H này, 5m4 giá 400 hết. Đó, ba cây hàng mới này là giá 400, hàng Đài Loan nha. Rồi cây cây này 2m7, mã số 10. Cây nãy là mã số 9 nha. Rồi cây này mã số 10. Cây này thì hàng carbon. Cây này giá 400. Này cây này thì đầu nó quấn keo này. Thấy không? À, cái đầu này nó cũng vậy. Cho nó chắc á. Đợt này thì nó bị gãy chỗ này rồi. Nãy cô nhà mình nó cầm nó cắn nên là nó gãy. Rồi anh em lấy thì về sửa hoặc là báo mình tự làm, mình làm luôn cho anh em. Rồi, cán như thế này. Bong cái sợi chỉ này ra thì quấn lại 30 giây thôi. Này, bỏ keo 502 vô cái này cứng ngắt liền. Rồi, cây này nó giá 400 carbon á, cây này mình lấy 500 này. Mình hứa với các bạn luôn là mình lấy 500 á. Mà đó, mình để giờ để giá 300 cho anh em. Để giá 300 thôi nha. Bao ship cho anh em. Cây này 2m7 thẳng tưng. Để lỗ anh em tại nó nhỏ quá. Rồi giá 300 nha, bao ship luôn. Rồi, xin cảm ơn các anh em ứng cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo cho mình và báo mã số cần, mã số video 83, và nhớ là đăng ký kênh để khi nào có video anh em sẽ biết sớm nhất. Ok.